Nói đến làng Lạc Đạo, nay là thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Một số người thường nghĩ đến một sản phẩm nổi tiếng của Hưng Yên, đó là rượu Lạc Đạo. Mà lại quên rằng, Lạc Đạo còn nổi tiếng gần xa bởi truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng. Bằng chứng, từ giữa thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 18, làng Lạc Đạo có tới 11 người đỗ đại khoa. Vì thế, làng Lạc Đạo đã được vinh danh là làng khoa bảng. Tiêu biểu nhất trong số đó là Dương Phúc Tư, người đã vượt qua hàng nghìn nho sinh, xuất sắc đối đầu 30 tiến sĩ và được xướng tên Trạng Nguyên Dương Phúc Tư. Bài thi của Dương Phúc Tư được vua phê: điều đối thiết yếu, chân đại thủ bút, sĩ vị chân nho, xuất thế đạo hành. Dịch nghĩa: điều đối thật là thiết yếu. Đây là cây bút lớn, là vị chân nho, xuất thế đạo hành. Hay nói cách khác, đó là chân nho đại thủ bút. Làng Lạc Đạo thì vốn là một cái vùng đất mà có thể coi là địa linh nhân kiệt. Đây là cái nơi mà nó trong một cái vùng văn hóa nổi tiếng là con sông Dâu, thì nó nối với những cái nhánh sông mà đi qua vùng đất này. Rồi cái giao thông đường bộ cũng vậy, cho nên cái nơi giao tiếp ấy thì sản sinh ra rất nhiều những con người mà có được những cái thành tựu lớn lao trong sự nghiệp. Thì một trong những con người như thế chính là Trạng Nguyên Dương Phúc Tư. Trạng Nguyên khai khoa ra cái làng khoa bảng này. Với một cái làng quê mà có 11 người đỗ đại khoa đấy, thì rõ ràng là một cái làng khoa bảng đặc biệt đấy. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại nhà thờ cụ Dương Phúc Tư ở thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Theo sử sách và theo các tài liệu mà dòng họ Dương còn lưu giữ được, thì dòng họ Dương xuất hiện ở Lạc Đạo từ năm 1470, khởi nguồn từ cụ Hoàn Nguyên là ông nội của Trạng Nguyên Dương Phúc Tư. Cụ Hoàn Nguyên vốn nổi tiếng là một danh tướng tài giỏi của vua Lê. Cụ theo vua Lê Thánh Tông đi đánh giặc Chiêm Thành, lấy hiệu là Hồng Đức, và cụ đã mất trong quân ngũ. Thi hài của cụ được vua cho đem về quê để an táng. Trên đường về quê, gặp trời tối, mưa to, gió lớn, đoàn tang lễ phải dừng ở vườn Hồng, xã Lạc Đạo, huyện Gia Lâm, nay là xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đến sáng hôm sau thì linh cữu của cụ bị mối trắng vùi lấp và nhà vua cho rằng đây là phước lành được thiên táng nên đã đồng ý cho an táng cụ tại Lạc Đạo. Cụ Hoàn Nguyên có cha là Chân Tính Công, có vợ Chính Thất hiệu là Chính Tiết và có con trai trưởng là Nghĩa Yêm Công, cũng đều về Lạc Đạo để lo tang lễ và sau đó là trông nom mộ cụ và lập cư tại Lạc Đạo. Và dòng họ Dương ở Lạc Đạo chính thức khởi nguồn từ đây. Trạng Nguyên Dương Phúc Tư sinh năm 1505, tên húy là Phúc Tư, tự là Nhuận Phủ, tên hiệu là Nột Trai. Thuở Hàn Vi, Dương Phúc Tư vừa đi cày vừa đi học. Vốn là người có tư chất thông minh hơn người, lại ngày đêm đèn sách, đặc biệt là được sự quan tâm dạy dỗ chu đáo của người cha và cũng là người thầy mẫu mực. Đó là cụ Dương Phúc Hưng, cha của Dương Phúc Tư đã từng thi đỗ tứ trường và đã làm tới chức giảng dụ. Chính vì thế, Dương Phúc Tư đã đạt đến đỉnh cao của nền học vấn đương thời. Tuy nhiên, do thời thế nhiễu nhương, đắn đo mãi cho tới khi 43 tuổi, Dương Phúc Tư mới quyết định dự thi. Đó là khoa Đinh Mùi, niên hiệu Vĩnh Định thứ nhất, năm 1547, đời vua Mạc Phúc Nguyên. Dương Phúc Tư đã xuất sắc đối đầu 30 tiến sĩ và được xướng tên Trạng Nguyên Dương Phúc Tư. Ông cũng chính là người khai khoa cho dòng họ Dương làng Lạc Đạo. Cuộc đời của Trạng Nguyên Dương Phúc Tư đấy thì nó có những bước thăng trầm. Dòng họ vốn là dòng họ danh gia thế phiệt. Dương Phúc Tư vốn là dòng dõi của một vị danh tướng từ thời Hậu Lê. Ông nội của ông ấy thì đã từng
là một vị danh tướng mà tham gia những cuộc chiến tranh bình định cái vùng đất phía Nam. Thì Dương Phúc Tư đã có một cái thời kỳ gia đình lâm vào cái cảnh sa sút. Ông đã phải làm ruộng, tức là một gia đình dòng dõi, nhưng nó cũng lúc gặp khó khăn. Nhưng có lẽ chính cái khó khăn ấy đã giúp cho Dương Phúc Tư đấy rèn luyện ý chí, và nhất là được người cha của mình kèm cặp rèn rũa. Ông có tài như thế, học như thế đấy, nhưng mà tại sao đến năm 43 tuổi mới ra thi và đỗ? Thì ông là xem xét thời thế, thì đến trời Mạc Phúc Nguyên là cái thời kỳ mà đất nước có rất nhiều những cái tiến bộ, Mạc Phúc Nguyên có những cái cải cách, và ông đã ứng thí ở một cái kỳ thi và đỗ đầu trong một cái khoa thi thời Mạc. Lúc đó đã trở thành vị trạng nguyên của cái khoa thi đó. Đỗ đầu một khoa thi, tức là vượt lên trên tất cả những người có điều kiện nhất ấy, thì đấy phải là những người một cái bậc kỳ tài. Trao đổi với giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi được biết, khoa thi Đinh Mùi năm 1547 là khoa thi có chất lượng tốt nhất thời bấy giờ. Để thi nêu những vấn đề cần giải quyết của đất nước đương thời. Hội đồng chấm thi lúc đó là các danh nho uyên thâm và các trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa của các khoa thi trước. Trong bài thi được Viện Hán Nôm dịch ra chữ quốc ngữ dài gần 10 trang khổ giấy A4 cho thấy đây là một bài thi vô cùng xuất sắc. Trạng nguyên Dương Phúc Tư đã kết thúc bài thi bằng thuyết nhân nghĩa. Trạng nguyên cho rằng con người sống phải có đạo đức. Vua cho ra vua, tôi cho ra tôi, cha cho ra cha, con cho ra con. Bài thi của Dương Phúc Tư được vua phê. Điều đối thiết yếu, chân đại thủ bút, sĩ vị chân nho, xuất thế đạo hành. Dịch nghĩa: điều đối thật là thiết yếu. Đây là cây bút lớn, là vị chân nho, xuất thế đạo hành. Bài văn thi của ông ấy sẽ được coi là một cái bài văn mẫu mực mà được vua khen, được cái khoa thi đó đánh giá rất là cao. Thế nhưng mà sau đó lại được bổ làm binh bộ thượng thư, tức là văn võ toàn tài. Căn cứ vào bài thi đình đối, các điển tích, điển cố, tên sách, tên người mà Trạng Nguyên biên ra do Viện Hán Nôm biên dịch cho thấy, cùng với việc dạy dỗ bài bản của người cha, các loại sách mà Trạng Nguyên Dương Phúc Tư đã đọc, đã học là nhiều vô kể. Sau khi đỗ Trạng Nguyên, Dương Phúc Tư được triều đình giao đảm nhiệm chức hiệu thư Đông Các. Với tài năng và sự nỗ lực vượt bậc, ít năm sau, Dương Phúc Tư được thăng đến chức Thượng Thư Bộ Binh. Vào thời vua Lê Trung Tông, Vũ Hoàng Đế kêu gọi khởi nghĩa đánh nhà Mạc. Từ năm 1549 đến năm 1556, khi ấy đương triều là Mạc Phúc Nguyên, 1547-1561, Dương Phúc Tư đã đến tham yết Lê Trung Tông. Vì cớ ấy, ông đã bị Mạc Phúc Nguyên giáng chức. Nhân sự việc này, ông đã xin từ quan lui về xã Cổ Thiết thuộc tỉnh Sơn Tây, dựng một căn nhà tranh để dạy học. Một thời gian sau, ông trở về quê làng Lạc Đạo, sinh sống và dạy học. Với danh tiếng là cây bút lớn, là người hiểu nhiều, biết rộng, nên lớp học của ông đã thu hút rất nhiều sĩ tử khắp nơi đến học. Sau 3 năm mở lớp, ông đã có một học trò đỗ Trạng Nguyên là Phan Chấn, khoa thi năm 1556, quê ở Lạc Hồng, Hải Dương. Tiếng lành đồn xa về, ông Trạng dạy học trò đỗ Trạng, nên lớp học của ông ngày càng nhiều học sinh đến học. Trong số những học sinh thành đạt, có rất nhiều người đỗ tiến sĩ, cử nhân và đã được bổ làm quan giúp dân, giúp nước. Trạng Nguyên Dương Phúc Tư sinh ra và lớn lên trong một cái bối cảnh đất nước nó khá là phức tạp. Đất nước có một cái thời kỳ lâm vào cái tình trạng nó tương đối nhiễu loạn, rồi chiến tranh Nam Bắc Triều, vân vân. Cái lúc mà triều chính nó không được giữ được cái sự đoan chính như là ông mong muốn ấy, thì ông lại sẵn sàng con đường hoạn lộ thanh thang, nhưng sẵn sàng từ bỏ cái con đường làm quan đó. Thì ông đã cáo quan về quê để làm một cái việc rất quan trọng, đó là mở trường dạy học. Và học trò của ông thì rất nhiều người đỗ đạt sau này.
Có những người đã làm nên tế tiểu quốc tử giám, tức là người đứng đầu trông coi trường đại học lớn của cái thời quân chủ. Đấy là một cái tấm gương sáng trên cả nhiều phương diện, đó là thức thời, đó là phẩm chất, đó là đạo đức và ý thức trách nhiệm đối với đất nước và đối với thế hệ sau. Nhưng mà có lẽ người ta nói nhiều đến ấy là cái phẩm chất của con người. Đấy, người ta ca ngợi ông như là vị quan thanh liêm, hết lòng vì nước, vì dân. Phát huy truyền thống của vùng quê hiếu học khoa bảng, quê hương của trạng nguyên Dương Phúc Tư. Hơn hai thế kỷ sau, từ giữa thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 18, làng Lạc Đạo có thêm 10 người đỗ đại khoa, nâng số người đỗ đại khoa của làng lên con số 11. Làng Lạc Đạo chính thức trở thành làng khoa bảng từ đó. Trong số 11 vị đỗ đại khoa của làng khoa bảng Lạc Đạo, dòng họ Lê có một vị. Đó là Lê Viết Thẳng, sinh năm 1525. 53 tuổi, thi đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân Hoàng Giáp, khoa Đinh Sửu, 1577, đời Mạc Mậu Hợp, làm quan nhà Mạc đến chức Hữu Thị Lang. Dòng họ Trần có một vị là Trần Ngọc Nguyên, 34 tuổi, đỗ đệ nhị giáp đồng tiến sĩ xuất thân Hoàng Giáp, khoa Canh Thìn, niên hiệu Dương Hòa VI, năm 1640, đời Lê Thần Tông, sau khi mất, được tặng công bộ thượng thư. Trong khoảng 200 năm, từ năm 1547 đến năm 1754 của thời đại Lê Mạc, riêng dòng họ Dương, ngoài cụ tổ Đỗ Trạng Nguyên, trong dòng họ con cháu đời sau có nhiều đời cha con, anh em cùng đăng khoa. Nên trong các cuốn đăng khoa lục ghi chép về các tiến sĩ họ Dương ở Lạc Đạo, sau những thông tin về tuổi, quê quán, thường có dòng chữ nhiều đời đăng khoa, gồm các tiến sĩ Dương Thuần, Dương Hoàng, Dương Quán, Dương Hạo, Dương Lệ, Dương Công Thụ, Dương Khiêm và Dương Sử. Dương Thuần là cháu của Trạng Nguyên Dương Phúc Tư, đỗ tiến sĩ khoa thi năm 1628, thời Lê Trung Hưng, làm quan đến giám sát cấp sự đô, sau thăng lên chức tả thị lang bộ lại, tước Nho Lâm Bá. Dương Hạo là cháu của Dương Thuần, đỗ tiến sĩ khoa thi năm 1640, làm quan trụ cột trong triều, nhiều lần được cử đi giám sát các kỳ thi. Dương Quán là cháu sáu đời của Trạng Nguyên Dương Phúc Tư, đỗ tiến sĩ khoa thi năm 1718, làm quan đến giám sát ngự sử. Hai anh em Dương Sử và Dương Khiêm cùng đỗ khoa thi năm 1754. Dương Sử giữ chức tự khanh Đông Các Đại Học Sĩ, là người học rộng văn tài nên đương thời có câu dục tảo khoa danh cử, tất đãi Dương Sử công. Dương Hoàng, 41 tuổi, đỗ đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Sửu, niên hiệu Dương Hòa III, năm 1637, đời Lê Thần Tông, làm quan đến chức công bộ tả thị lang Thọ Lâm Hầu, sau khi mất được tặng chức thượng thư, thọ 60 tuổi. Dương Công Thụ hay còn gọi là Dương Danh Chú, đỗ tiến sĩ năm 1731, làm quan đến chức tả thị lang bộ lại, khi mất được phong là Phúc Thần, gia tặng là Văn Ý Đoan Chính, Thuận An Lạc Đạo Đại Vương. Hiện nay trên mộ của Dương Công Thụ vẫn còn tấm bia ghi lại công lao của ông, trong đó có đoạn tiếng tăm tốt đẹp vang dội khắp nơi, là người thân tín trong phủ chúa, được phân giúp đỡ thế tử học tập trau dồi văn chương đạo đức đứng hàng đầu một thời, nhà nghèo mà trách nhiệm thì nặng. Trạng Nguyên Dương Phúc Tư mất ngày 29 tháng Chạp năm Quý Hợi 1563, niên hiệu Chính Hòa thứ 6, hưởng thọ 59 tuổi. Mộ của Trạng Nguyên Dương Phúc Tư táng tại Gò Mả Cả, thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Cụ sinh được 4 con trai, 3 con gái. Các con cháu của cụ đều làm tốt các chức công, chức phụ. Di văn của cụ còn lại một bài văn đình đối và một tập thơ có đầu đề Độc Sử Thi Phả, hiện đang được lưu giữ tại thư viện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Trạng Nguyên Dương Phúc Tư có
cả trên dưới 100 cái bài thơ mà ở đó bày tỏ những cái trăn trở của ông với cái sự nghiệp của đất nước, với những thân phận khó khăn của người dân, và nói tới cái ước vọng về một cái xã hội thanh bình như thời Nghiêu Thuấn. Thì rõ ràng đấy là một người có tư tưởng lớn, và cái tư tưởng ấy nó truyền lại thì tất cả các cái học trò của ông sau này đều là những người rất là nổi tiếng, đã có những cái đóng góp đáng kể vào cái sự nghiệp văn học, chính trị cũng như là kinh tế phát triển đất nước. Toàn bộ những cái tư tưởng, hành động và cái chỉ đạo của cụ Tư rất kiên quyết, và sách học của cụ không một chữ nào bị lỗi. Ngay cái bài thi đỗ trạng nguyên của cụ Tư mà chúng tôi sưu tầm được thì chúng tôi gửi cho các nơi, người ta đến cảm ơn rất nhiều. Ngay sau khi trạng nguyên Dương Phúc Tư qua đời, con cháu và nhân dân địa phương đã gom góp tiền của xây dựng nhà thờ cụ trên nền đất của dòng họ với diện tích 440m² ở trung tâm thôn Ngọc, xã Lạc Đạo. Nhà thờ cụ Trạng được xây dựng từ thời Lê theo kiểu chữ nhất, gồm 3 gian hai trái, mặt tiền quay hướng nam, mái lợp ngói ta, nền nhà lát gạch bát. Gian chính giữa đặt ban thờ Trạng Nguyên Dương Phúc Tư. Tại đây có treo một bức đại tự với 3 chữ lớn: Trạng Nguyên Từ, dịch nghĩa nhà thờ Trạng Nguyên. Nhà thờ còn treo 6 đôi câu đối, trong đó có một đôi câu đối có nội dung ca ngợi tài đức của Trạng Nguyên Dương Phúc Tư và những người đỗ tiến sĩ của dòng họ Dương. Tiên tổ Trạng Nguyên, thanh thế công danh vang triều mạc. Hậu sinh tiến sĩ, lưu truyền khoa bảng hiển Dương gia. Nghĩa là tổ tiên Trạng Nguyên, công lớn danh thơm vang triều mạc. Con cháu tiến sĩ lưu truyền khoa bảng dạng danh họ Dương. Nhằm vinh danh và phát huy truyền thống khoa bảng, thông qua đó giáo dục, khuyến khích các thế hệ tiếp nối, họ Dương xã Lạc Đạo đã xây dựng nhà bia, khắc bia từng tiến sĩ, ghi rõ năm đỗ tiến sĩ ở thời vua nào, làm quan đến chức gì, công trạng ra sao. Đây là công trình rất có giá trị về vật thể và phi vật thể. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, nhà thờ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2007. Kế thừa đạo học của Trạng Nguyên Dương Phúc Tư, phát huy truyền thống của vùng đất hiếu học khoa bản. Trong hơn 90 năm kể từ khi có đảng lãnh đạo, con cháu của dòng họ Dương hầu hết đều học hành đỗ đạt cao. Nhiều người tiếp tục thành danh trên con đường khoa cử và có những đóng góp xuất sắc cho xã hội. Điển hình như tiến sĩ Dương Văn Quân, sinh năm 1980, hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng khoa Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, Bộ Công an. Tiến sĩ Dương Văn Tuyển, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y tế công cộng năm 2016. Luận án của Dương Văn Tuyển được hầu hết các nước châu Á và một số nước trên thế giới sử dụng là bộ công cụ để đánh giá năng lực sức khỏe người dân và cơ sở y tế. Năm 2019, Dương Văn Tuyển được phong học hàm Phó giáo sư và giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lực Sức khỏe Châu Á. Tiến sĩ Dương Văn Tuyển đã giành 14 giải thưởng quốc tế và giải thưởng quốc gia. Tiến sĩ, bác sĩ Dương Anh Khoa, tiến sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, Hà Nội. Tôi là cháu đời thứ 16 của cụ Trạng Dương Phúc Tư thì tôi cũng rất là tự hào và lấy đó là tấm gương để học hành và không ngừng học tiếng Anh, ngoại ngữ, tiếng Pháp và để đi du học bên châu Âu. Gia đình chúng tôi đã hàng năm đều có cái quỹ khuyến học để khuyến học cho các cháu học sinh giỏi, học những học sinh nghèo vượt khó để có phần thưởng, cũng là động viên để các cháu học tập thêm. Hai nữa là tất cả các gia đình đều lấy học hành làm gốc. Nhằm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thông qua đó phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, nơi sản sinh ra Trạng Nguyên Dương Phúc Tư và làng khoa bảng Lạc Đạo. Dòng họ Dương, lãnh đạo xã Lạc Đạo đã có nhiều cách làm sáng tạo, khuyến học, khuyến tài. Năm 2002, lãnh đạo huyện Văn Lâm đã quyết định lấy tên Trạng Nguyên Dương Phúc Tư, đặt tên cho trường trung học cơ sở chất lượng cao của huyện. 22 năm kể từ khi được mang tên Trạng Nguyên Dương Phúc Tư, thầy và trò nhà trường trung học cơ sở chất lượng cao Dương Phúc Tư
luôn thi đua phấn đấu, dạy tốt, học tốt, đạt thành tích cao nhất, xứng đáng với tên tuổi của cụ Trạng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Rất vinh dự và tự hào khi ngôi trường của mình được mang tên vị trạng nguyên duy nhất của huyện Văn Lâm, trạng nguyên Dương Phúc Tư. Thầy và trò trường đã luôn cố gắng để làm sao cho xứng đáng với tên tuổi của vị trạng nguyên quê nhà. Học sinh của nhà trường được giáo dục và rèn luyện toàn diện về mọi mặt. Giáo viên của nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, trong đó có trên 80% là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Phát huy cái truyền thống làng khoa bản của Lạc Đạo, thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo rất quan tâm và chú trọng trong công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập. Đảng ủy cũng đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác khuyến học, đồng thời chỉ đạo 12 trên 12 thôn xây dựng các chi hội khuyến học. Ngoài ra thì các dòng họ ở các thôn xây dựng hội khuyến học, quỹ khuyến học. Dòng họ chúng tôi phát triển cái truyền thống hiếu học. Cho đến nay thì chúng tôi đã có 13 tiến sĩ trên 40 thạc sĩ, nhiều các con cháu đỗ đạt. 59 năm tuổi đời, trong đó có 16 năm làm quan và dạy học, Trạng nguyên Dương Phúc Tư đã để lại cho đời nhiều di sản quý giá, xứng danh chân nho, đại thủ bút, niềm tự hào của bao thế hệ người dân xứ Nhãn.